Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 9 trang 92 đến trang 97. Viết bài văn kể lại một chuyến đi. Bài văn kể lại một chuyến đi thuộc kiểu văn bản tự sự. Trong đó thì người viết sẽ kể lại các sự việc của chuyến đi mà mình đã tham gia. Một chuyến đi có kết hợp với yếu tố miêu tả biểu cảm hoặc là cả hai yếu tố này để tăng sự sinh động cho bài viết. Thì yêu cầu đối với kiểu văn bản kể lại một chuyến đi theo ngôi thứ nhất, nêu được các thông tin cơ bản về chuyến đi, miêu tả quang cảnh, không gian, thời gian diễn ra chuyến đi, kể lại chân thực các sự việc theo trình tự hợp lý, kết hợp với các yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc là cả hai yếu tố để bài văn thêm sinh động hấp dẫn. Bố cục bài viết cần đảm bảo mở bài giới thiệu chuyến đi đã để lại cho bản thân suy nghĩ tình cảm sâu sắc. Thân bài nêu những cái thông tin cơ bản về chuyến đi, miêu tả cái quang cảnh, không gian, thời gian của chuyến đi, kể lại các sự kiện theo trình tự thời gian, kết hợp với các yếu tố miêu tả biểu cảm. Kết bài khẳng định giá trị của chuyến đi, nêu cái suy nghĩ tình cảm sâu sắc mà chuyến đi gợi ra cho bản thân. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản về Ba Tri thăm di tích lịch sử mộ và khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu. Mở bài, mỗi chuyến đi mà chúng ta trải qua đều để lại trong ta những cái bài học, những cái ý nghĩa riêng. Đối với tôi và nhiều bạn trong lớp thì chuyến đi thăm di tích lịch sử mộ và khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu ở Bến Tre là một trong những chuyến đi như vậy. Chuyến tham quan này được tổ chức cho học sinh khối lớp 7 của trường vào cuối tháng 3 năm ngoái. Thì các em thấy ở đây phần mở bài, thì phần mở bài này sẽ giới thiệu chung về chuyến đi và chặt cảm nhận chung của người viết về chuyến đi. Thân bài: hôm ấy là một ngày đẹp trời, tất cả chúng tôi háo hức dậy từ rất sớm, 6 giờ 30 phút đoàn chúng tôi khởi hành. Ba chuyến xe du lịch chở hơn 100 học sinh của trường từ từ lăn bánh rồi tăng tốc bon bon chạy về di tích lịch sử mộ và khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Xe chạy được một lúc đã nghe tiếng anh chị hướng dẫn viên vồn vã chào hỏi, chúc mừng mọi người trong đoàn. Sau khi nêu các quy định cần thực hiện khi vào điểm tham quan, các anh chị thay nhau giới thiệu cho chúng tôi nghe sơ lược về cuộc đời thơ văn cụ Đồ Chiểu. Nhờ đó chúng tôi đã biết rõ hơn cụ Đồ Chiểu là ai, hoàn cảnh riêng của cụ trong hoàn cảnh chung của đất nước hồi bấy giờ như thế nào. Tại sao tuy bị mù lòa mà cụ vẫn sáng tác được văn chương, thơ văn và vẫn có thể hăng hái góp sức mình vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khoảng 8 giờ 30 phút, xe đến điểm tham quan, chúng tôi xuống xe tập hợp theo đội hình và theo anh chị hướng dẫn du lịch đi vào khu di tích. Điểm đầu tiên chúng tôi vào thăm là khu đền thờ, gồm đền thờ cũ và đền thờ mới. Đền thờ cũ, cổ kính lưu giữ cái vết tích của thời gian, đền thờ mới thì khang trang, cho thấy tấm lòng kính trọng biết ơn của hậu thế đối với cụ Đồ. Nhưng điểm tham quan thu hút nhất đối với tôi là đền thờ mới, đó là một khu nhà kiên cố dựng theo hình tròn, thoáng đãng, mái ngói màu xanh, nền lát gạch bóng, rất khang trang. Trên các cửa ra vào và trần nhà trang trí hình hoa sen, cuốn thư ngòi bút hoa lá hay là trống đồng. Theo bản chỉ dẫn thì chúng tôi bước lên tầng trên của ngôi đền, nơi đặt bức tượng cụ Nguyễn Đình Chiểu bằng đồng to cao như người thật. Chúng tôi đứng theo hình vòng cung ngắm nhìn chân dung cụ Đồ, các bức phù điêu hoành tráng phía sau và nghe cô hướng dẫn viên kể về thân thế sự nghiệp của cụ. Giọng cô thật truyền cảm, vừa trong trẻo vừa ấm áp, nhất là khi cô đọc thơ cụ: chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng giang bút chẳng tà. Cô cho biết, hàng năm vào dịp ngày sinh và ngày mất của cụ Đồ, ngày mùng 1 và ngày mùng 3 tháng 7, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tổ chức lễ hội truyền thống với nhiều chương trình phong phú. Đây là dịp thể hiện tình cảm tốt đẹp mà nhân dân địa phương và cả nước dành cho cụ. Tôi ước liệt có thể đến đây đúng dịp ấy để được tham gia các hoạt động tưởng niệm như là dân hương tưởng niệm, đọc văn tế, nói thơ văn tiên, thi hóa trang, xem trích đoạn cải lương Lục Vân Tiên, Kỳ Nguyệt Nga và tham gia các hoạt động vui chơi sôi nổi khác.
Theo kế hoạch thì đoàn còn tham quan một số điểm quan trọng khác như là nhà bia, phòng trưng bày của lăng mộ. Sau đó đến giờ hẹn thì chúng tôi theo nhau ở điểm tập kết để lên xe trở về trường. Kết bài, với tôi đây thật sự là một chuyến đi đáng nhớ và có nhiều ý nghĩa. Trên đường về tôi cứ nghĩ miên man với câu hỏi, trong hoàn cảnh khó khăn như cụ Đồ liệu có mấy người có thể sống có ích vẫn đấu tranh và làm việc nghĩa như cụ. Càng nghĩ tôi càng khâm phục tấm lòng yêu nước thương dân, có cách bình dị gần gũi, nghị lực phi thường và những gì mà cụ Đồ Chiểu đã làm được cho đời. Trong tâm trí tôi lại văng vẳng giọng đọc truyền cảm của cô hướng dẫn khu di tích về cốt cách cụ Đồ. Nhân nghĩa sáng ngời vần nhật nguyệt, văn chương tỏ rạng ánh sao khuê, nhóm biên soạn. Từ bài viết trên xác định các đặc điểm của kiểu văn bản, kể lại một chuyến đi bằng cách thực hiện các yêu cầu sau. Một đoạn mở bài kết bài trong văn bản trên đã đáp ứng yêu cầu của kiểu bài kể lại một chuyến đi như thế nào. Thì mở bài ở đây giới thiệu chuyến đi đã để lại cho bản thân suy nghĩ tình cảm sâu sắc. Kết bài thì khẳng định giá trị của chuyến đi, nêu suy nghĩ tình cảm sâu sắc mà chuyến đi gợi ra cho bản thân. Câu 2 liệt kê các sự việc được kể, xác định sự việc chính và trình tự kể về các sự việc trong phần thân bài. Thì sự việc chính ở đây đó là địa điểm đến là khu di tích lịch sử mộ và khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiệu tại huyện Ba Tri, Bến Tre. Các sự việc được kể, vị trí điểm du lịch tìm hiểu tiểu sử của Đồ Chiểu, các mốc thời gian, các địa điểm đến trong chuyến du lịch theo thời gian đã sắp xếp. Trình tự kể, trình tự thời gian, sự kiện gì diễn ra trước kể trước. Tiếp theo câu 3, tìm một số câu văn từ ngữ trong văn bản cho thấy người viết đã kết hợp kể với miêu tả biểu cảm. Việc kết hợp các yếu tố đó có tác dụng gì? Thì một số câu văn từ ngữ trong văn bản cho thấy người viết đã kết hợp kể với miêu tả biểu cảm đó là: hôm ấy là ngày đẹp trời, tất cả chúng tôi háo hức dậy từ rất sớm. Giọng cô thật truyền cảm, trong trẻo, vừa ấm áp. Nhất là khi cô đọc thơ cụ. Tác dụng ở đây rất dễ dàng hình dung ra đối tượng, thể hiện thái độ, cảm xúc, tình cảm của người viết. Câu 4, theo người viết thì ý nghĩa sâu sắc của chuyến đi là gì? Ý nghĩa đó được thể hiện trong bài viết bằng cách nào? Việc sử dụng ngôi thứ nhất để kể lại chuyến đi có tác dụng gì trong việc thể hiện ý nghĩa đó? Thì ý nghĩa sâu sắc của chuyến đi ở đây thể hiện cái thái độ khâm phục với cụ Đồ Chiểu và cốt cách thanh cao đáng học tập của cụ. Ý nghĩa đó được thể hiện bằng cách tác giả đưa ra những câu văn khẳng định dẫn chứng cụ thể. Tác dụng của ngôi kể, thứ nhất là giúp cho bài viết chân thực, là cảm xúc thật của người viết khi trực tiếp chứng kiến trải qua. Tiếp theo câu 5, từ bài viết trên thì em rút ra được lưu ý gì khi viết bài văn kể lại một chuyến đi? Thì em rút ra được một số lưu ý khi viết bài văn kể lại một chuyến đi là nêu cụ thể địa điểm, miêu tả được quang cảnh, đối tượng mà bản thân được tìm hiểu khám phá, bản thân cảm nhận được điều gì sau chuyến đi. Tiếp theo hướng dẫn quy trình viết đề bài, viết bài văn kể lại một chuyến đi đã để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả hoặc là biểu cảm hoặc kết hợp cả hai yếu tố ấy.
Bước 1 chuẩn bị trước khi viết thì chúng ta trả lời các câu hỏi sau để xác định yêu cầu của đề bài. Chuyến đi nào đã để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc? Mục đích viết bài này là gì? Chia sẻ trải nghiệm của em với bạn bè, thầy cô hay là để tham gia một cuộc thi viết? Người đọc bài này có thể là ai? Họ muốn thu nhận được điều gì từ bài viết của em? Với mục đích và người đọc đó thì nội dung và cách viết sẽ như thế nào? Để thực hiện được yêu cầu của đề bài thì em cần xem lại cái đặc điểm của kiểu bài, nhớ lại tập hợp và ghi chép những cái tư liệu liên quan về chuyến đi mà em đã tham gia, tìm thêm các tư liệu liên quan đến chuyến đi để bảo đảm sự đa dạng và độ tin cậy của thông tin. Bước 2 tìm ý và lập dàn ý thì các em hãy xác định rõ hoàn cảnh, lý do, mục đích thực hiện chuyến đi, những người cùng tham dự, phương tiện di chuyển, khung cảnh, không khí chuyến đi, trình tự các hoạt động từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Xem lại các tư liệu vừa thu thập, đánh dấu và lọc ra các ý cần cho bài viết, ví dụ như là các tư liệu liên quan đến địa điểm, thời gian, trình tự diễn biến. Rồi liệt kê các sự kiện cụ thể cần thuật lại, chọn sự kiện chính làm điểm nhấn trong văn bản. Liệt kê sự việc, cảnh vật, con người trọng tâm cho bài viết, lưu ý kết hợp với miêu tả hay là thể hiện cái suy nghĩ, tình cảm khi kể. Dự kiến một số kiểu câu từ ngữ quan trọng nhằm tạo điểm nhấn cho bài viết. Sắp xếp các ý đã ghi theo trình tự hợp lý vào sơ đồ dàn ý sau. Mở bài sẽ giới thiệu về chuyến đi, như ấn tượng ban đầu về chuyến đi. Thân bài nêu những cái thông tin cơ bản về chuyến đi, thuật lại chuyến đi, thời gian, địa điểm, sự kiện, cảm xúc, kết hợp với miêu tả, nêu ấn tượng đặc biệt của người viết khi tham gia chuyến đi. Cách bài thì khẳng định lại tình cảm hay là suy nghĩ sâu sắc của bản thân qua chuyến đi, nêu cảm nhận chung hay là bài học về chuyến đi. Bước 3 viết bài thì chúng ta triển khai bài viết dựa trên cái dàn ý. Khi viết thì chúng ta cần chú ý đảm bảo các yêu cầu của kiểu bài. Bước 4 thì chúng ta xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Thì khi viết xong chúng ta dùng bản kiểm sau để mà tự chỉnh sửa bài văn của mình. Thì bản kiểm kỹ năng viết bài văn kể lại một chuyến đi. Mở bài thì gồm có các tiêu chí để chúng ta kiểm tra là giới thiệu các thông tin chính của chuyến đi, có đạt hay là chưa đạt, nêu ấn tượng ban đầu về chuyến đi. Thân bài thì thuật lại các sự kiện diễn ra đúng theo trình tự thời gian. Dùng ngôi thứ nhất để kể, sử dụng các yếu tố miêu tả và hoặc là biểu cảm nhằm hỗ trợ cho việc kể chuyện. Kết bài thì khẳng định lại tình cảm hay là suy nghĩ sâu sắc của bản thân qua chuyến đi, nêu cảm nhận chung hay là bài học về chuyến đi. Còn về trình bày diễn đạt thì không mắc lỗi chính tả dùng từ đặt câu, sử dụng các từ ngữ, câu văn liên kết các phần, các đoạn của bài văn kể chuyện, thì chúng ta kiểm tra phần nào đạt chưa đạt thì chúng ta sẽ hoàn chỉnh. Rồi sau đó chúng ta đọc bài văn trong cái vai người đọc và trả lời hai câu hỏi dưới đây. Một, điều gì của bài văn này làm em thích, chưa thích? Hai, nên điều chỉnh những gì để bài viết hay hơn? Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bài văn tham khảo. Kể lại một chuyến đi đã để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Chuyến tham quan khu di tích K9 Đá Chông. Địa điểm này vào năm 1957, trong một lần thăm sư đoàn 316 diễn tập bên sông Đà, Bác Hồ đã dừng chân ăn trưa trên đỉnh đồi. Ngay dưới chân ba tảng đá trong hùng vĩ, thấy khí hậu nơi đây mát mẻ, địa hình hiểm trở, phong cảnh đẹp, Bác đã chọn vị trí này làm khu căn cứ của Trung ương đề phòng chiến tranh có thể mở rộng toàn quốc. Năm 1960, Cục Doanh trại thuộc Tổng Cục Hậu cần xây dựng một ngôi nhà sàn làm vị trí hội họp nghỉ ngơi của Bác và Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Xung quanh là hệ thống công sự kiên cố, khu vực này đặt tên là công trường K9. Những năm có chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ, nhiều lần Bác và các đồng chí trong bộ
chính chị đã lên làm việc và nghỉ ngơi tại đây. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Đảng và nhà nước chọn địa điểm cai chính là nơi đầu tư trang thiết bị kỹ thuật để gìn giữ thi hài Bác. Ngày 15 tháng 12 năm 1969, công trình gìn giữ thi hài Bác Hồ tại cai chính đã hoàn thành trước thời hạn 10 ngày. Để giữ bí mật, cai chính đổi thành K84, lúc 23 giờ ngày 23 tháng 12 1969, thi hài Bác đã được di chuyển từ K75A đưa vào nơi lưu giữ ở K84 một cách an toàn, đảm bảo kỹ thuật tuyệt đối vào sáng ngày 24 tháng 12 1969. Về cơ bản thì từ năm 1969 đến năm 1975, thi hài Bác đã được giữ gìn ở đồi đá trong, có thời gian không dài ở K2. Lúc 16 giờ ngày 18 tháng 7 1975, tại K9, đoàn xe đặc biệt chở thi hài Bác được lệnh xuất phát về Hà Nội. Đến 20 giờ ngày 18 tháng 7 1975, đoàn xe về đến quảng trường Ba Đình, kính cẩn và trang nghiêm đưa thi hài Bác vào lăng, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của người. Hiện nay K9 đã trở thành nơi một thời giữ yên giấc ngủ của Bác. Bộ Tư lệnh lăng bố trí bộ phận tiếp đón các đoàn cán bộ và nhân dân toàn quốc về thăm K9. Tại đây du khách thắp hương nhà thờ Bác Hồ tham quan. Khu vực bảo quản thi hài Bác vẫn được giữ nguyên trạng, gắn với nhà kính, nhà hầm và các phương tiện kỹ thuật máy móc. Bên trái của khu đồi là dòng sông Đà êm đềm chảy, du khách có thể chụp ảnh lưu niệm với cái cảnh quan thiên nhiên đầy thơ mộng. Một địa điểm giúp chúng em có cái nhìn rõ nét hơn về lịch sử, về một thời nhân dân ta đã kháng chiến đấu gian lao để bảo vệ tất đất non sông, và hơn hết chúng em thấy được trách nhiệm của lớp trẻ đối với dân tộc.